Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm và chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và chào đón năm mới 2023. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung tại buổi thăm bí thư thành ủy nguyễn văn quảng gửi lời chúc mừng giáng sinh an lành hạnh phúc đến tổng giám mục đặng đức ngân cùng toàn thể linh mục các chức sắc bà con giáo dân đặc biệt nhận được nhiều hồng phúc của thiên chúa Bí thư Thành ủy giới thiệu về một số nét nổi bật trong việc khôi phục tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, có sự đóng góp quan trọng của tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo, đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của tòa giám mục Giáo phận Đà Nẵng trong việc động viên bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời chung sức đồng lòng cùng thành phố vượt qua khó khăn để Đà Nẵng đạt được những thành tựu kinh tế xã hội thời gian qua bí thư thành ủy cho biết trong thời gian tới lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục phối hợp quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo làm tốt vai trò đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố